chào mọi người, quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống ở Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em ăn cơm nha mọi người. Đây là cá trê nha mọi người, cá trê vàng á. Em chi dòm lên, trời ơi, chấm cùng chén nước mắm gừng nha mọi người. Chén mắm gừng siêu ớt luôn, đâm lên nước đỏ ớt luôn ha. Rất là ngon nha mọi người. Đây, một con cá trê, siêu to luôn. Rất là ngon à. Và em sẽ ăn kèm với dưa leo, cà chua và một ít rau muống xào nha mọi người. Đặc biệt cá chiên là mình ăn rau muống xào là ok luôn á. Rất là hợp nha mọi người. Đã. Ok, trước khi em sẽ uống nước nha. Đây lại là nước đỏ. Ngon. Nước cái nát luôn. Em sẽ ăn cùng với cơm trắng. Ok, rồi bây giờ xin mời mọi người nè. Đây, nhà miếng nước mắm này. Chắc bé. Chấm cái bùi. Rất là giòn. Chúng ta bắt luôn rồi. Tài sát giữa tay rồi nha. Mũi. Xuất sắc. Cá chiên giòn nha. Này xin mời. Xuất sắc. Nước mắm gừng rất thơm. Khá là vàng á. Thật đều. Ăn xuất sắc. Hãy subscribe
Chắc chắc. Cái đó như ăn đâu cũng thật. Hết tục cần ngồi. Chắc đi làm phải ăn với cái đùi. Cái đùi nó giòn. Như tao cũng có. Nào ăn bách tập đi luôn. Ngon rồi mùi. Hết. Hết năng lượng mùi. Giờ là nửa con cá nha. Ok. Bây giờ mình uống đi nước cái đã. Ok, biết em đến là hết mọi người. Mọi người thấy mà ngon miệng và ăn hết một cái tấp này luôn. Em chỉ chờ lại nửa con cá thôi mọi người. Mọi người thấy mà ngon miệng, mọi người cho cái like và một đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại các mọi người.